Thứ coi là quán sushi, con thứ coi là người nào thắng đi ha. Rồi, ở đây ai lớn tuổi nhất? Rồi chắc cô quên lên đi con. Cô lớn tuổi đâu đúng không? Năm nay 18 đúng không? Rồi anh lên. Giới xin xong thôi. 1, 2, 3, vô. Chị, tới nha. 1, 2, 3. Rồi, đã mình thi trước. Bây giờ nhảy ha, bây giờ mình thỏa thuận rồi đúng không? Bây giờ, rồi. Bây giờ mình đứng né một chút xíu để cho đội này của mình sẽ thể hiện thi tài nha. Em hồi hộp quá, em cũng không hề biết là các chị, anh chị sẽ làm gì luôn á. Mình có 1 phút 30 giây nha, thành ra là 1 phút 30 giây để thể hiện tài năng của mình. Rồi chưa? Rồi đó hả? Rồi, ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Giờ mình ngồi xem nè. Bên kia trước, thua mà. 2, 3, vô, vô giữa sân khấu nè. Vô với em luôn, bài vô. Anh ơi, sao anh nghĩ là cái động tác nhảy này vậy? Thôi thiệt á, em không thể nào tưởng tượng được là có cái động tác này luôn á. Mà cái mặt phải đúng đơ luôn nha. Mà không hề có cảm xúc gì luôn á. Đó. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Chị, em rất là phục chị. Có một... Em không biết rồi là cái đấy cái quần luôn đó. Thề luôn đó. Em không tưởng tượng được. Xuất sắc. Dạ. Năm nay, em hỏi thiệt nha, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 64 tuổi. Em không bao giờ tin. Quý vị có tin cái gì là 64 tuổi không? Nhảy như vậy là 18 đúng không quý vị? Đúng không? Cho nên nghe ông chào tay kìa. Không thể nào 64 tuổi mà nhảy sung được như vậy cả và yêu đời như vậy cả. À, vậy là năm nay là 64 hay là sang năm là 64 ấy, chị? Năm nay là 64, vậy là sang năm là 65 luôn đó. Wow. Em chỉ mong muốn nha là khi em 50 tuổi thôi vẫn còn yêu đời như chị. Mình yêu đời đi, mình vui đi, điều gì nó cũng sẽ trở nên suôn sẻ hơn ha. Quý vị thấy đó, 64 tuổi nhảy được như là chị đó là được rồi nha. Rồi bây giờ tới đội mình. Bước ra, nãy giờ có thời gian mà không chịu thảo luận với nhau ha. Hả? À. Sao? Rồi, bây giờ 2, 3, bắt đầu. Vô. Vô nè, vô giữa sân khấu luôn nè. Vô giữa luôn nè.
đã đếm ngược cho phép từng người nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hồi nhân tài kiệt xuất ở đây không luôn đó, thiệt á. Em hứa quý vị luôn là em đi nhiều nước lắm rồi. Bản thân em là đi rất nhiều nước khác nhau, từ châu Á, châu Mỹ, châu Úc là em đi hết. Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Singapore, Thái Lan, Úc. Em đi nhiều nước lắm luôn rồi. Em chưa bao giờ thấy có một động tác nhảy như thế này. Anh đó, anh nhảy xuất sắc quá. Bạn thi dụng dưỡng sinh anh học ở đâu? Xuất phát tự nhiên. Nè, bây giờ diễn lại nè, nhạc lên diễn lại nha. Ơn anh thôi. 2, 3, âm nhạc bắt đầu. Vậy thôi đó. Trời ơi, hay quá anh ơi, thiệt á. Mai mốt mà em đi vũ trường nha, là em sẽ nhảy y chang như vậy. Đó. Rồi, bây giờ bình chọn ha. Ai ủng hộ cho đội này cho tao nghe một tràng pháo tay. Chỉ yêu cầu ở bên dưới là vận động bà con, cô bác, anh chị em đi cùng là vỗ tay chụp cho chị nè. Đó. Bây giờ là có bao nhiêu người thân là quy động hết đi chị ơi. Rồi, ai ủng hộ cho đội này cho một tràng pháo tay. Không cần diễn hay, một buổi tối dắt theo 10 anh chị em, 500 anh chị em tới đây ngồi ở dưới, lên đây thì chắc chắn thắng. Đúng không? Không cần, một nhóm mình 10 người thôi, 5 người là bắt đầu có 50 người rồi là vỗ tay. Bây giờ vỗ tay lần nữa nha, ai ủng hộ cho đội này cho mình nghe là một tràng pháo tay nào. Đội bên đây hả? Yeah, xin được phép cho giải gì cho bên đây, và giải nhất cho bên đây nha, cảm ơn rất là nhiều. Wow. Đó, Tết này có nước ngọt trưng ở trên bàn thờ luôn, khỏi phải đi mua nè. Dạ đúng rồi, bàn thờ giáo viên. Chị mình làm gì? Nè, sao? Chị nói sao bây giờ không có chuyện bàn thờ sao nè? Vậy bây giờ sao? Mình cúng ông bà thôi. Mình chưa cùng với dưa nè, bánh mút nè. Đúng không? À. Dạ. Ủa anh đi đâu rồi? Dạ vậy nhất bên đây chị. Dạ qua đây đứng cùng với em luôn. Dạ cảm ơn. Dạ. Kìa còn mà đúng không? Dạ vậy thôi anh vô trong với em. Anh đừng ở lại, đặt cách ở lại với em. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Việt Nam vô định. Anh vô trong đợi giúp em nha. Cảm ơn anh.